mọi người vừa trải nghiệm âm thanh của em DK319 Pro này, một phiên bản full gỗ. Đó, một con loa 6 đường tiếng như thế này đây. Hai bát, hai châm, hai chép cho mọi người luôn. Đó, thoải mái nghe nhạc trong cái nóng bức này. Nhiệt độ ngoài trời lên tới 40 độ nhưng mà nhiệt độ trên con loa này phải gọi là lên tới 50 độ. Thêm hai con mít như thế này đây, full kim loại. Đó, hát karaoke phải gọi là tới bến luôn. Màn LED hiển thị đây. Đó, xài pin thì rất là trâu, hát 2-3 tiếng đồng hồ luôn. Đặc biệt con này công suất lên tới 180W, mọi người sử dụng 45 tiếng đồng hồ thoải mái luôn. Rồi, trong cái nóng hè oi bức này thì chỉ có ở nhà mà hát karaoke thôi chứ mình đâu cần phải làm gì nữa đâu, đúng không quý vị? Đó. Rồi, nếu bên em á thì sản phẩm bảo hành 12 tháng, 1-1 trong 7 ngày, thoải mái mua về bao test, bao sử dụng, không hoàn, à đâu không ưng ý có thể hoàn lại cho bên em nhé.